Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay là một ngày không đẹp trời cho lắm, nhưng mình vẫn tiếp tục gửi tặng đến các bạn những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời. Và mình mong rằng các bạn xem video của mình thì hãy ấn like, và đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video của mình nhé. Xin mời. Đổi. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn. Đã đi bảo xem không làm nó không thì người ta chuyển sang sự game 6 giờ người ta đi về. Thế là thánh này không xong. Số đi về nốt. Này này. Bội quyết ở đây. Người đá bóng là hả boy. Không phải chả một người là dép. Ờ thằng này. Ông dưới như nhóm này cho anh kia bảo là không. Anh cũng biết là hổ đi không cá. Xong cuối cùng sẽ bắt đẻ. Các bạn ơi mình gặp thằng tù. Rồi người chưa thức giấc, anh mới thấy yên lòng. Bởi điều vừa mới diễn ra chỉ là trong giấc mơ. Mỗi ngày em vẫn sống với yêu thương. Mấy cái điện thoại đổ không anh cửa. Phút do mỗi mày nhẹt mày biết nên cần thì anh phải bảo. Em bị mồ. Mày đi chết đi. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết ngày đấy đi anh em. B2, 22 tâm môn. Nào ai? Ôm cái đéo này rơi. Sao lại ra môn này? Ok. Phản lỗi rồi. Cái mẹ tao. Chịu thằng. Thì nó bắn bừa lại nó lại thắng. Thôi nó bắn một cái pin đèn nướng nữa. Thôi lịch sử đã xem lại. Xem lại trận đấu. Bật lên. Bật lên. Ấm nữa ỉa ra. Ỉa ra. Voi lừa ai hả voi? Voi định lừa anh á. Anh bị gốt trong bụng voi rồi. Nhưng mà cái này là thằng phần này. Cái này nóng. Quá hòa. Lừa ai? Rồi đây anh cũng nhìn thấy sang được bên này đấy. Rõ ràng te đang bấm mé dưới. Te
Tè đang bấm máy dưới, máy trên thắng bảo ôi thắng. Ôi trời ơi. Anh không nhìn thấy Bi đâu, nhưng mà anh nhìn thấy chữ thắng ở trên. Nhưng mà rõ ràng ngoảnh sang thấy Tè đang bấm ở dưới. Thế đéo nào bảo thắng. Mà, thế đéo nào bảo là em tự đánh với ghê. Alo à? Dạ. Anh nhân tân niệm với mọi người mà. Làm gì ạ? À? Chưa ạ? À, giờ lấy đơn hàng ạ? À? Xong mang vào đấy luôn ạ? À? Đi gửi anh số của shipper này. Đã dậy rồi. Như vậy là mình đã hoàn thành xong tác phẩm tô màu của mình các bạn ạ. À. Các bạn thấy đẹp thì cho mình xin lượt like, lượt đăng ký kênh. Tạm biệt các bạn. Vâng, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Mình xin tự giới thiệu. Mình là một người rất thích vẽ tranh và tô màu. Mình là một họa sĩ tự do. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo ra những sản phẩm thật là tuyệt đẹp. Và mình mong rằng các bạn luôn luôn theo dõi mình và ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn. Đói quá. Đấy, hơi cao nha.
Anh cần làm cái gì? Anh yên. Như vậy là sản phẩm tô màu của mình xong nha.